đâu? Tại sao phải tới? Em chưa đưa tiền mà. Đưa tiền á, thu 60 ngàn mà mới lấy có 3 ngàn chưa đi. Không có nói câu cho, bây giờ em cứ thu đủ cho anh chứ không có nói câu cho, anh không cần em mua thí. Cứ thu đủ cho anh chứ không cần mua thí. Đừng nói câu cho với anh. Em với em nó khổ, anh ôm chiếc xe, anh mẹ anh mua cho anh chiếc xe nè. Em nói đi. Ủa em, anh chưa đủ tiền mà làm sao mà cưới? Không, anh không cần em cho. Không giờ mới có đưa 10 ngàn mà cho qua. Anh đâu cần em cho đâu. Không giờ. Không, anh không qua, anh không cần em cho. Đưa tiền đó lại đi. Cho qua anh không cần em cho, thấy không? Giờ cho qua thì miễn phí, đưa tiền đó lại đi. Bây giờ anh không cần cái em cho. Tiền anh trả, tiền anh có anh trả, tiền anh có anh trả. Rồi ok. Tụi em có hiểu nỗi khổ của anh không? Em làm ăn lương mà giờ thôi anh cho em gì? Đây là em anh nói cho em nghe nè. Thì ăn lương không, xe là xe nhà luôn á, xe nhà thu phí tùm lum cho tiền. Một ngày á em nghĩ tốn bao nhiêu tiền? Một ngày tốn 100 ngàn tiền phí, 120 ngàn phí. Một tháng bao nhiêu? Giờ anh cho em thu phí tháng luôn, một tháng anh mất bao nhiêu? Anh mua chiếc xe á chưa chắc gì một năm mà anh lời bằng cái tiền đi thu phí nữa, anh nói thiệt luôn. Taxi, taxi anh bây giờ không cho đi, trả hết tiền rẻ lại đây đi liền. Không, bây giờ em nói anh là giờ không đi. Mới có mười mấy ngày cho đi. Xe anh, anh xe bây giờ nè, bây giờ anh cứ trả đi. Anh em đó nói là em không cần là cho mà. Cho đi, giờ trả lại tiền rẻ thì không cho gì. Bây giờ không cần trả luôn. Chưa đưa đi đủ. Bên xe bên mình chưa đi, bên bển không đi, mình không đi. Có nghĩa là bọn anh chấp nhận. Thôi đưa đủ cho đây, đưa đủ cho anh. Anh đủ anh mới đi. Anh bây giờ anh đưa đủ anh mới chịu đi. Thôi. Như rồi. Có nhiêu rồi, bao nhiêu rồi? Có nhiêu rồi, bao anh. Không qua. 17 ngàn. Không mới đi thì đưa lại 17 ngàn đây. Không có lấy tiền lại, bây giờ cứ bắt thu đủ cho em. Khổ gì, ta làm tài xế cũng khổ lắm. Anh nói là ôm chiếc xe đi á, trả sung sướng gì đâu. Đi từ Cà Mau lên tới trên đây, lên tới Sài Gòn á, tốn hơn 2 triệu tiền phí. Bao nhiêu rồi? Bao nhiêu rồi? Thôi anh cứ đưa đi, anh cứ đưa đi. Trả ai cho anh đâu. Ủa, em đưa quý em không quạo nha. Em lấy tiền em không quạo nha. Em phải ở đây chủ với anh đâu. Chơi thì thôi mười mấy ngàn à. Nếu anh nói là nghe mất tiền á, thôi vậy cho anh không cần. Bây giờ em mua cái giấy tháng cho anh liền đi, anh sẵn sàng luôn, anh vậy mà giấy tháng cho liền đi. Nhưng không giờ cho, tao không cho đi giờ này rồi mới. Em cho giấy tháng đi. Giờ em về em làm vợ anh đi, em nuôi em luôn nè. Hiểu không? Chơi số điện thoại đi. Em được nổi tiếng lắm luôn á, tại này trên Facebook em nổi tiếng lắm luôn á.
có đâu, cho đường nổi tiếng không chịu. Anh ơi, đây không thu nữa. Tại sao? Tại sao anh qua? Bây giờ anh cho cái lý do trình bày đi. Lý do điều kiện của con làng đó mời anh qua, qua chỗ chạm. Anh không qua, qua chạm anh ngay cuộc tắc, anh chịu trách nhiệm. Chạy anh, nếu anh không thu, anh không thu thì anh trả tiền lại. Trả tiền lại, không thu trả tiền lại. Thế rồi. Anh Công ơi, anh Công ơi. Đây để cái đám. Qua đám thu phí phải để cái đóng phiên kia đã xong anh mới được là đầy đủ anh mới cho qua đám. Qua đám gì? Anh có chú tiếng này có được 500 anh em của tôi đâu không? Đồ ở đây công an có phạt không? À, cái lại anh Tuấn ơi, cái lại anh Tuấn ơi. Tôi là đồng xuống xe này, tôi đang đi trên xe này. Anh mới đi chưa đó mà em thấy ràng chưa đó, ràng của anh quá. Quá? Tôi không có quyền sửa được 5 xe à? Có mời tôi cười nè. Bây giờ anh nói qua cảm anh rồi. Quá được chứ được. Vậy mà anh vô trạm em đi biết không? Ủa nãy ai đưa tiền này vậy? Dừng đây là an toàn không? Ra kiểm lại. Đưa tiền này vậy lại kiểm lại kìa. Kiểm tiền kìa, xe nào là kiểm tiền anh. Kiểm tiền anh Hiếu ơi. Anh đây giờ anh gì? Anh con luôn á. Coi coi có vướng gì không anh? Để em nghĩ lại cho anh em chấp đi. Tát tên em vô, tát tên em vô. Nó thấy hết à. Thiếu 7 ngàn anh. Đi hết đi, đi cho tao báo. Kìa trưởng bớt đứng đằng kia kìa, đang chờ cá vô lưới. Cá vô lưới, cá vô lưới. Cá vô lưới. Chị phay ổng mà ổng để là lụm kim cương mà. À, không em nghe nói gì cá nay vô nhiều quá. À, cá nhiều quá. Đây cá không à. Đây kim cương nè. Nè đây anh Hiệp nè, hot boy hôm nay. Rồi giùm em hỏi ý kiến Hiệp coi sao mà để người dân không giữ hả? Rồi rồi. Nè anh ngon anh có lời giải thích đi. Thế anh lại hỏi anh Hiệp coi sao mà để đặt trạm biến mà để người dân phản ứng dữ vậy? Thôi giả bộ nghe điện thoại trốn hay gì á.
là người nhà nước, nhân viên của anh là người nhà nước. Hiện tại đang đứng và quay phim của chúng tôi rất là nhiều. Đây là chủ đầu tư luôn, chấm quay phim luôn. Anh nói là không được quay phim, nhân viên quay phim luôn. Ủa có gì đâu sợ, không dám giải thích rồi anh. Đâu rồi anh, nhà báo đâu rồi? Là bạn lớn thì hội liên tục luôn trời. Hú còi đâu nữa hả? Ủa làm gì phạm pháp mà phải hú còi? Báo động cá vô nhiều. À, báo động kim cương. Kim cương quá trời. Rồi rồi, thấy logo này là phái rồi đó. Nè, có xe công an nữa, giao thông điều tiết. Nãy kêu công an xã, nó kêu công an tỉnh luôn. Dạ cũng được đó. Ủa làm gì sai? Ủa tiền anh là tiền giả hả? Anh phải đếm lại, đưa cho người ta đếm lại chứ, tiền người ta thiếu mà. Tiền của người ta mà. Anh đếm anh là thiếu, bây giờ phải đưa ta đếm lại chứ. Tiền anh gầy khỏi quầy mà anh ra đây đếm là không chấp nhận rồi chứ. Cầm trên tay thôi chứ tôi đâu có để đâu đâu mà sợ. Chuyện cầm trên tay chứ sao. Làm gì đâu, đây trong đây em tự nghe em vô em nạp cho tôi làm vé tôi qua tí làm gì. Ừ. Nói chung là chúng tôi không tán đồng cái chuyện mà các anh đưa ở đây đâu. Vé các anh đưa chúng tôi cái chắc là cái vé đúng không? Kim cương luôn chứ anh. Không, nhưng mà ông làm có mấy anh em làm gì, mấy anh em làm thuê thôi. Đúng rồi. Không, nhưng mà cái này cổ phần, dạ. Cái cổ phần chứ không phải là được. Trả lương nha, nói cổ phần chứ không phải là mỗi tháng mà cổ phần chia ra cho mấy anh em. Hồi nãy lụa đấy ra hả ta? Trời ơi. Đâu. Ủa nãy có ai lên tiếng cho đậu cho anh? Một chút xíu mình đậu đây, công an gặp phản mình là sao ta? Rồi mình đó đây mình chịu, người ta kêu mình tới đây, người ta chịu chứ sao mình chịu? Không, giờ lấy cọc tiền bỏ chạy đi, để chút xíu rồi công an làm biên bản, ai chịu? Đó, ở đây nó kêu mình. Ủa, nó kêu mình rồi có. Mình ghi rồi hết rồi. Ừ, mình có ghi hết rồi. Thì sao rồi? Kìa, hỏi anh giao thông luôn anh. Thôi, không, nó không làm gì, anh nó vẫn đứng đó mà. Hỗ trợ thôi. Đi hỗ trợ thôi, mình đâu có. À, tiền mệnh giá nhỏ mấy anh không chịu, mấy ảnh nói là tiền ít quá, ủa nhiều quá đếm không kịp. Rồi ra cho anh xé vé rồi ra đây cho anh em ra đây đứng, mà chỗ này là chỗ cấm dừng cấm đậu.
quay phim. Ủa tại sao không cho quay phim anh? Xe ít Giang ơi. Mở lên ngược chiều cho qua bên kia luôn. Ủa gì đằng kia vậy? Chúc mấy anh về nhà an toàn nha. Dạ đâu có gì đâu, con đi ngang thấy quay phim rồi. Chú đây người ta có hay đưa tiền lẻ không chú? Đưa hoài luôn phải không? Dân địa phương đây hả? Rồi chào mọi người nha, xong rồi. Hoàn thành 30%. Hôm nay anh em ít quá. Nhóm nào anh? Solo ạ? Solo. Thôi chào mọi người.